Em Đức Hải Dương xin kính chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi clip của em Đức. Mới nhất trong cái ngày hôm nay thì bên em Đức lại trân trọng giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một cái mẫu xe 8 ghế ngồi. Chiếc màn hình nhỏ của anh chị và các bạn đây là một chiếc Mitsubishi Joyny được sản xuất năm 2005 với phiên bản số sàn, máy xăng, động cơ 2.0, máy dọc cầu sau. Và với cái mẫu xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị la răng đúc, phanh đĩa, hai bánh trước, đèn cột lốp treo. Với mẫu xe này thì giá khá là hợp lý, chỉ có 128 triệu đồng thôi là chị và các bạn đã sở hữu cho gia đình nhà mình một mẫu xe 8 ghế ngồi. Anh chị nào mà mới xem clip của em Đức lần đầu tiên mà quan tâm những cái dòng xe ô tô cũ từ vài chục triệu cho đến vài trăm triệu thì nhớ share và like và bấm đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái mẫu xe mới nhất bên em Đức về theo ngày tháng. Với cái mẫu xe Mitsubishi Joyny 2005 này là một cái mẫu xe khá là tiết kiệm nhiên liệu mà chở được 8 người. Một cái mẫu xe máy 2.0, máy dọc cầu sau, form dáng khá là đẹp. Form dáng thì đẹp hơn dòng dây rất là nhiều, nó hơi thể thao một chút. Anh chị và các bạn cần xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Mitsubishi Joyny này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc là ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 và một số là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Mitsubishi Joyny sản xuất năm 2005 này. Là một cái dòng xe khá là được nhiều anh chị và các bạn lựa chọn. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nó rất là vừa phải. Dòng xe này đâu đó nó có khoảng tầm 8 cho đến 12 lít xăng trên 100 km. Những cái mẫu xe mà dưới 2010 thì những cái dòng xe 8 ghế ngồi này thì không có chiếc nào mà xăng có khoảng tầm 6-7 lít cả các bác nhé. Các bác mà mua xe mà những cái dòng xe mà chạy 6-7 lít xăng là các bác chỉ có mua được dòng Vios, những cái dòng xe 5 chỗ thôi thì nó mới chạy 6-7 lít xăng đến 8 lít. Đã là dòng 7 chỗ thì không có chiếc xe nào mà nó tiêu hao nhiên liệu của nó không dưới 8 lít được. Thấp tối thiểu nhất là từ 8 lít cho đến 12 lít xăng. Tổng thành về ngoại thất của chiếc xe Mitsubishi Joyny này thì khá là đẹp. Anh chị và các bạn mua về chỉ việc sẵn đi. Đèn thì đã là đèn đèn này rất là đẹp rồi anh chị và các bạn. Đèn này cũng rất đẹp anh chị và các bạn nhé. Đấy. Form mới rồi. Đấy, mặt cản ga lăng mới này anh em này. Đấy. Khá là đẹp. Sơn vỏ chiếc này chị và bạn sẵn đi thôi. Xe khá đẹp luôn. La răng đúc này anh em. Bác nào mà là công trường công trình mua về cho anh chị em thợ về cái này cũng được. Giá khá hợp lý. Tập bi chính Mitsu này anh chị và bạn. Xe khá đẹp các bác nhé. Tầm tiền giá hợp lý.
128 triệu mà các bác đã sở hữu được ra cho gia đình nhà mình một chiếc xe 5 ghế ngồi, hai dàn điều hòa nhé các bác nhé. Dàn điều hòa. Và đây là tiêu chí của chiếc Mitsubishi đi. Dòng Mitsubishi này thì tôn vỏ nó rất là dày. Đây. Kính zin nha anh chị và các bạn nhá. Kính zin nhá. Mức giá khá hợp lý. Khá hợp lý nha các bác nhé. 8 ghế ngồi. Ghế thì toàn bộ là ghế da. Ghế da theo xe. Hàng ghế sau này, anh chị và các bạn, hàng ghế sau này. Xe khá là đẹp. Và với mẫu xe này đã được chạy turbo rồi nên màn hình Android rất là to. Đấy. Rất hít. Và đây là cụm mà đẹp sau anh em ạ. Như dòng Innova thì tiêu hao nhiên liệu của nó cũng phải tầm 8 đến 12 xăng. Như dòng Joyny, Mitsubishi Joyny thôi các bác nhé. Đây. Mitsubishi Joyny. Đèn cột lốp treo. Xe khá đẹp. Nó cũng vừa khôn tiền với chị và các bạn mua về sử dụng gia đình. Chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Bác nào mà mua cho làm cơ khí, mua về cho thợ mộc, thợ xây, thợ hàn xì, nhôm kính các bác nhé. Vừa chở được người, vừa chở được đồ. Xe khá hợp lý. Đây là phần tabi của nó các bạn này. Tabi. Xe rất đẹp. Giá rất hợp lý. Kính này, kính zin của nó anh em nhé, anh chị em nhé. Kính zin nha các bác nhé. Kính zin này. Kính Mitsubishi dọn đi kính zin này. Đó. Đó. Kính cốp của nó anh em. Vẫn là kính zin. Một chiếc xe khá là đẹp. Đức sẽ lổ máy cái chiếc Mitsubishi Joyny này lên. Cái này chỉ đè nhẹ đã nổ rồi. Khá là hợp lý. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm mẫu xe Mitsubishi đi đến địa chỉ đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc là ga Phú Thái Kinh Thành Hải Dương, liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567 89 và một số là 0975 567 89.
nếu bác cần thông tin chi tiết biết gì về cái mẫu xe Mitsubishi này thì đến thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì hai số điện thoại trên của em có cả Zalo và Facebook. Và với cái mẫu xe Mitsubishi 2005 này thì bên em đang chào bán là 128 triệu đồng, trong đó là đã có phí hồ sơ cho anh chị và quản trị toàn quốc. Và một lần em Đức rất cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi kênh bán hàng ô tô của em Đức suốt thời gian vừa qua. Vâng, em Đức xin chào anh chị và các bạn nhé.